Sản phẩm xe Kangas 16 chỗ của Nga này hiện tại đang rất là hot mọi người ạ. Khi mà chỉ về đến Autotedo từ ngày mùng 10 và đến thời điểm hiện tại là ngày 18 tháng 4 thì đã có rất là nhiều lượt khách hàng đến để tham khảo cũng như là xem xét, và thậm chí là có rất là nhiều khách hàng đã sẵn sàng là xuống tiền để mà đặt cọc trước cái sản phẩm xe Kangas 16 chỗ phiên bản mới nhất đời 2023 này mọi người ạ. Riêng cá nhân của mình thì mỗi ngày cũng sẽ phải tiếp khoảng từ 7 đến 10 khách hàng. Cảm giác là rất là mệt nhưng mà cũng rất là vui khi mà cái sản phẩm xe Kangas 16 chỗ này được rất là nhiều quý vị và các bạn đã đón nhận nó. Với phiên bản Kangas 16 chỗ này thì nhà máy Kangas đã thay đổi rất là nhiều rồi. Thông qua những video thì như mọi người đã biết đến, đó là thay đổi về thiết kế phần điều hòa. Nó sẽ không còn cái phần giá đỡ điều hòa trên nóc xe nữa. Và thứ hai nữa đó là ở bên trong khoang nội thất thì được cải tiến rất là nhiều. Từ bộ ghế này, dàn lạnh điều hòa này, và đặc biệt đó là được trang bị sẵn luôn cả cái hệ thống giá đỡ ở hai bên sườn xe, trang bị sẵn theo cả cái phần cốp phía sau xe. Và chỉ cần thay đổi một vài cái tính năng nho nhỏ như vậy thôi thì chiếc xe Kangas 16 chỗ này nó đã trở lên vô cùng hoàn mỹ rồi, vô cùng là tuyệt vời rồi. Các bác tài có thể là lấy xe về, chỉ cần là đăng ký đăng kiểm, sau đó là sẽ có thể là chạy được luôn, chứ chúng ta không cần làm thêm bất kỳ một cái thứ gì trên xe nữa, chúng ta chỉ việc chạy xe thôi. Và một cái lợi thế nữa của phiên bản xe Kangas của Nga 16 chỗ này đó là dòng sản phẩm xe khách Ford Transit và Solarity thì tại cái thời điểm này thì nó lại đang rất là khan xe. Nó sẽ không có sẵn xe để cho các bác tài có thể là đầu tư ngay lập tức tại thời điểm này. Nhưng với sản phẩm xe Kangas 16 chỗ này thì chúng tôi có luôn sẵn xe và hồ sơ để mọi người có thể là đến, có thể là lấy xe trực tiếp ngay tại thời điểm này luôn. Đây là một cái điều rất là lợi thế. Và đặc biệt đó là gần đến cái dịp mùa hè này rồi thì nhu cầu vận tải hành khách xe hợp đồng nó sẽ có một cái sự tăng đáng kể, và chắc chắn là các bác tài sẽ có nhu cầu đầu tư xe tại cái thời điểm này. Đó, nhưng mà Ford Transit và Solarity thì về mặt giá thành nó cũng đã cao hơn rồi. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải đợi xe khoảng tầm từ 1 tháng rưỡi hoặc thậm chí cho đến 2 tháng. Và đương nhiên là cái điều này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của quý vị và các bạn rất là nhiều, đúng không? Đó, và với cái sản phẩm xe Kangas 16 chỗ này thì nó sẽ giải quyết được mọi vấn đề cho mọi người. Mọi người có thể lấy xe về ngay lập tức. Và khi mà lấy xe về thì chúng ta sẽ không cần làm thêm bất kỳ một chi tiết nào trên xe nữa. Chúng ta có thể là sử dụng xe để mà áp dụng vào công việc của chúng ta ngay lập tức. Và cái vấn đề mà mọi người quan tâm được rất là lâu trên cái chiếc xe Kangas của Nga này, đó là về phần nội thất. Thì phiên bản xe Kangas 16 chỗ này nó cũng đáp ứng được rất là tốt. Và mọi người có thể là lên trên khoang hành khách và tham khảo lại về cái phần nội thất giúp mình. Và những video trước ấy thì mình có quay cái góc máy, đó là từ phía trên này xuống. Thì mọi người đã xem có lẽ là cũng đã chán rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ thay đổi góc máy một chút nhá. Hôm nay thì sẽ cho mọi người thấy được cái góc máy khi mà chúng tôi quay từ dưới quay lên. Thì mọi người sẽ thấy được cái vẻ đẹp của chiếc xe Kangas này nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Thứ nhất đó là mọi người có thể thấy này, hai cái phần giá đỡ này. Đó, hai bên đều nó đều thiết kế là chạy dọc từ đầu xe đến tận phần đuôi xe luôn. Và điều thứ hai đó là cái phần bộ ghế này thì thay bộ toàn bộ ghế này, nó là ghế ông. Và mọi người có thể nhìn qua sơ đồ ghế thì cái hàng ghế đầu tiên ở đây nó sẽ là 3 ghế, chứ nó không giống như cái phiên bản xe Kangas 17 và Kangas 20. Ở đây nó chỉ có 2 ghế thôi. Và đây chúng ta sẽ có 3 ghế này. Và mọi người có thể thấy ngay cái form ghế ở phía đằng sau này. Cảm giác nhìn nó cực kỳ là chắc chắn luôn. Đó, và trang bị đầy đủ những cái chức năng như là cốc để nước này, móc túi này, tay vịn này, lưới để đồ này. Và phía bên dưới này này thì chúng ta đã có ngay những cái phần giá để chân. Đó, cái bậc để chân như này, cảm giác nó rất là sang, rất là luxury rồi. Và đối với cả cái phiên bản xe khách Kangas mà nội thất được trang bị những cái bộ ghế như này thì tôi nghĩ là mọi người khi mà mua xe về thì cũng không phải làm thêm chi tiết gì nữa cả. Chúng ta có thể là sử dụng xe này để làm luôn. Thậm chí là kể cả cái về cái phần sàn này thì từ nguyên bản của xe nó đã là sử dụng sẵn bằng sàn da xi mini với cái độ dày lên đến là gần 5 ly rồi. Đây là một cái chiếc sàn có cái độ dày cực kỳ là dày. Chưa có một chiếc sàn nào mà tôi thấy là thiết kế dày như chiếc này. Như chiếc sàn này. Và nếu mà khách hàng nào mà có nhu cầu là muốn xe nó đẹp thêm thì chúng tôi cũng có thể là hoàn toàn có thể là thay thế cho mọi người cái phần sàn này bằng những cái phần sàn giả vân gỗ đều được. Vách này thì chúng ta có thể là ốp thêm bằng da 5D, da 6D để cho nó có thể là đẹp hơn và dễ vệ sinh hơn. Đó. Tiếp theo nữa thì mọi người có thể thấy phía dưới này sẽ là một hàng ghế 4 ghế. Và đằng sau chúng ta sẽ có một chiếc cốp rất là rộng để có thể là để hàng hóa. Thay buổi hiện đại mà chạy xe hợp đồng ấy, khi mà chúng ta chạy xe hợp đồng mà khách hàng đi du lịch hay là đi chơi ấy, xe của chúng ta mà không có cốp để mà để đồ hay là để mà mua quà về để mà biếu để mà tặng thì tôi nghĩ là khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ của chúng ta khoảng tầm 1 lần 2 lần, sau đó là sẽ ngay lập tức sẽ bỏ chúng ta và đi tìm đến những cái nhà xe, những cái hãng xe nào mà xe nó thiết kế rộng rãi và có nhiều cái phần để mà để đồ giống như phiên bản xe Kangas 16 chỗ hiện tại đây. Giá chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ này, nó kết hợp thêm vào đó nữa, đó là
về cái phần hệ thống cốp thì chúng ta cũng có thể để được rất là nhiều đồ. Chúng ta có thể để đến 17, 18, thậm chí là gần 20 cái vali trên cái phần cốp này. Nếu mà khách hàng nào mà mua hải sản, chúng ta có thể xếp những cái hồng thùng xốp cao lên tận nóc thì đương nhiên là nó sẽ được rất là nhiều rồi. Và đây sẽ là một cái lợi thế rất là lớn khi mà quý vị các bạn đầu tư cái sản phẩm xe này về để mà chạy dịch vụ, chạy hợp đồng. Thậm chí là chạy tuyến thì chúng ta cũng có thể là gửi được rất là nhiều hàng hóa trên cái sản phẩm xe này. Thêm vào đó nữa, đó là mọi người có thể thấy là những cái phần ghế này thì đã được thiết trang bị sẵn thêm những cái phần ray trượt ở đây rồi. Đó, thì trong những cái trường hợp nào mà chúng ta ít khách hàng, chúng ta không có khách hàng thì chúng ta cũng có thể là dịch chuyển những cái hàng ghế này lùi lên. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ có thêm một cái không gian phía sau này vô cùng rộng rãi để mà để thêm đồ, chạy chở đồ kiếm thêm cước. Thì đó cũng là một cái phương án xử lý trong những cái trường hợp là những cái ngày mà chúng ta ế khách, không có khách hàng. Đây cũng là một cái bài toán khá là hay. Thì cái phần ray trượt này thì rất là nhiều những sản phẩm xe như là Suzuki hay là dòng xe khách 29 đến 54 chỗ nó được trang bị từ rất là lâu rồi. Nhưng mà phiên bản GAT thì phải đến năm 2023 mới được trang bị. Và tôi nghĩ là với cái phiên bản xe khách GAT 2023 này thì nó chỉ còn một cái nhược điểm duy nhất, đó là về cái phần hộp số của xe thôi. Hộp số của xe thì hiện tại nó vẫn chỉ có cái hộp số 5 cấp. Mọi người có thể thấy là khi mà chạy với hộp số 5 cấp này thì với cái vận tốc mà trên 100 km thì cảm giác là xe nó sẽ không được vút xe nữa. Nó sẽ không đạt và khó có thể đạt đến được cái ngưỡng tốc độ khoảng tầm 120-130. Thì đây cũng là một cái nhược điểm mà chúng tôi phải công nhận. Nhưng mà với cái phiên bản xe GAT 16 chỗ 2023 thay đổi nó hoàn toàn mới như này thì tôi cũng tin tưởng rằng là chỉ trong vòng ít thời gian nữa thôi thì nhà máy GAT cũng cải tiến nốt cái phần hệ thống hộp số để sẽ có được một chiếc xe nó tốt hơn, nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng như vận chuyển người của các bác tải đó. Và giá thành của phiên bản xe GAT 16 chỗ tại thời điểm tháng 4 năm 2023 này thì hiện tại đang cũng rất là tốt. Đó, thì quý vị các bạn mà quan tâm thì có thể là nhấc máy lên và liên hệ với tôi thông qua số hotline đặt dưới góc màn hình. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.